Xin chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ lên nhà ông anh mình tên anh Thanh nha các bạn. Thì kênh YouTube của ổng là Dũng Thanh TV nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đến nhà ảnh chơi nha các bạn. Đây. Đâu ở đây? Đâu đây vậy? Anh Thanh. Lần đầu tiên đến nhà ảnh chơi các bạn ơi. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Hiển xuống nhà chơi rồi mình làm món gà luộc sả đãi Hiển và mấy em. Rồi đây mình tiến hành làm. Gà đâu phủ sẵn vậy ông anh? Gà này nhà nào chính gốc nha. Gà này đâu ông phủ sẵn có à? Gà này quá trời. Đây gà. Gà nồi. Mở bé quá trời luôn. Cô tí. Này món gà này làm món gì ăn nha. Hầm chả với mực kìa. Mấy nước bấm luôn. Gà quá trời luôn. Các bạn ơi, giờ ông anh mình chặt gà xong nè các bạn. Giờ đem vô mình luộc nha các bạn, để xả luộc. Bắt nước đi anh. Bắt để khèo mỡ thơm lên cho nó. Gà đấy bạn ơi. Nước hơi coi giỡn kìa. Đừng quay. Quá hôm luôn bạn mình ơi. Quá trời ăn gà, quá trời thịt luôn. Này cô tí sung lắm mày cô tí. Hả? Một hơi sập giống bây giờ. Gà này quá trời mỡ luôn. Bây giờ mình để xả vô nghe bạn. Xả nào quá đã luôn. Bây giờ chờ cho chín ha. Chờ hấp cho nó chín cái mình hết rồi. Quá đã luôn nè. Vô một còi luôn.
đây lẩu gà nồi chúng ta đó chính thôi bạn. Bây giờ mình mời tất cả bạn với trong nhóm mình với ông anh mình ăn nha bạn. Rồi rồi, cái đứa này ăn mình nha. Ok. Vô một phần tí. Nè nè, đi. Chở ra con. Chở hết rồi. Chở vô. Nó mày nhiều chiều. Nơi bữa nay qua nhà anh trai anh đãi mình nguyên nồi lẩu gà bạn. Qua đã luôn các bạn ơi. Dạ mời ra đây. Ừ. Mời nha. Còn miếng luôn. Dạ. Mày nó dài. Cô tí. Lấy cái giá nào lên con. Rồi nhà còn dư nè, nha. Cái nồi lẩu quá đã bạn. Rồi văn chén mứa này, chấm nha bạn. Đây là hai chén muối để hai bên nó gì? Dạ. Không còn chén muối đâu. Có chấm được không? Ở đi coi chấm được không? Chấm đi chấm đi. Hai chén mà. Cái gì á? Con mày. Chị. Mày em có. Còn thì móc gì nè. Đâu ra sâu sâu cái mày mì với mực mày đứng có mực rồi 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 bạn ơi thì ông anh mình mời vô bàn ăn các bạn ơi, ông anh mình quay các bạn. Giờ nồi lẩu gà đây bạn. Đây. Giờ mình múc cái mì ăn nha các bạn. Mời anh em ăn nha. Đi mọi người. Cố lắm nha. Các bạn cũng vậy nha. Mời bạn nha. Mời bạn nha. Mày ăn xong rồi mời đi. Ừ. Ngon lắm. Ngon mới chém một chép luôn. Mày này gà nồi này, gà nồi chín góc luôn. Xả. Gà ngon bạn ơi. Đây là tí chuột miền Tây đây. Rồi à, ăn thịt vô đi. Thịt vô đây. Có mực nữa nè. Đâu? Ừ, đó. Quá đã. Sao gà này thấy dai không? Đâu? Gà thấy dai không? Dai. Cũng dai dai anh. Quá ngon. Thịt nó ngon. Thịt không à? Thịt không à. Thịt xuống à. Ngon nha các bạn. Ngon lắm. Nó hơi dai chút rồi. Sao nó hơi dai chút hả? Ừ. Ngon tí cũng nhai kìa. Dai. Tí ăn hình như nó ăn nó sập mí luôn hay gì sập. Quẩn xỉnh luôn rồi. Quẩn xỉnh. Quán cỏ không tí? Hả? Đổ mồ hôi làm gì đổ mồ hôi vậy? Nóng. Nóng hả? Trưa giờ đi bắt chuột về đó hay gì? Đó cổ chân à. Lại nước cay trắng như này. Cái nước chấm này quá đỉnh nha. Siêu cay luôn anh em. Mà không có ai chấm. Siêu cay luôn. Cay cay quá chấm hết nổi phải không?
hơi cay thôi. Nên làm chén mắm quá quá cay à. Chén muối nước mắm. Ôi nước đâu? Để cả 3 4 chén ớt vô. Bà bớt bớt nữa này chút này. Đó. Mày con nè. Đây muốn mình thịt gà. Đó, giờ mình chấm nha. Mời tất cả bạn nha. Quá ngon bạn ơi. Ừ. Ngon à. Nhận gà, gà nó dai. Cây dừa luôn. Để dai cho nó tỉnh đi. Ngon Thành. Ngon. Có chỉ nước à, còn nước. Ừ, rồi con để mày vô nó đi. Lúa. Lúa. Dục đi. Sao mà cậu Phú ơi. Ừ. Bắn rồi. Ừ, chai vô đấy. Ăn đổ một thôi. Tắm. Tắm nước đi. Dạ. Dạ. Tắm nước đi bà. Tắm nước. Nấu nước nhanh lên. Buổi chiều nay trời chứng mưa nên hơi tối chút nha các bạn. Được. Được. Cũng mưa nữa rồi. Không. Cầm được. Đưa leo. Con lắng bỏ xuống rồi. Bỏ xuống đây nè. Gà quá gà đá luôn nè. Đang chấm tầm lâu vậy chạy hoài nhìn luôn đi mà. Rồi múc múc vô đi Thành. Chờ chín tắm tàu. Ừ. Giờ quá luôn. Cái nãy giờ mấy anh em mình với mọi người ăn bá xong non nê các bạn. Bây giờ mình kết thúc video các bạn. Thì mình chúc tất cả các bạn có một buổi chiều vui vẻ của dịch nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye.